10 vụ án bí ẩn và đến nay vẫn chưa có lời giải. Hai mẹ con mất tích trong thang máy, cô gái chết bí ẩn trong bể nước cao 3m, hay án mạng năm đứa trẻ trong một nhà qua hàng chục năm vẫn chưa tìm ra hung thủ và động cơ gây án. Mỗi khi xảy ra những vụ án hình sự quan trọng thì với phương tiện tiên tiến và các biện pháp nghiệp vụ ngày nay, cơ quan điều tra đều có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. Tuy nhiên vẫn có những vụ án dù đã qua 10 năm hay thậm chí 100 năm, hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật. Thậm chí có một số vụ án xảy ra với tình tiết bất thường khó giải thích. Thêm vào vụ án đó, màu sắc tâm linh bí ẩn. The Daily View chọn ra 10 vụ án bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải. Cái chết bí ẩn của Đại tá Hậu Cần Năm 1993 thì Đại tá Hậu Cần Y Thanh Phong phụ trách việc đàm phán mua tàu quân sự La Fayette cho cơ quan phòng vệ Đài Loan với số tiền lên tới 11,52 tỷ đài tệ, tức là khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Tháng 12 năm 1993 thì xác của ông được phát hiện ngoài khơi khu vực biển huyện Nghi Lan, Đài Loan cơ quan phòng vệ Đài Loan mở cuộc điều tra chống bánh và kết luận Y Thanh Phong tự tử. Nhưng do người thân kháng nghị và sự quan tâm của dư luận nên chính quyền Đài Loan buộc phải mời Pháp Y vào cuộc. Kết quả khám nghiệm cho hay Y Thanh Phong chết do vết thương chí mạng sau cổ. Vụ án sau đó là bùng nổ một loạt bê bối trong dự án mua bán Leifajet của quân đội. Tiếp sau đó là hàng loạt những cái chết bí ẩn của những nhân vật có liên quan như thiếu tướng hải quân tự sát bằng súng lục trong văn phòng, có người bị tai nạn ngay tại cảng quân sự, có người đột tử do rượu tại khách sạn, có người chết trong bồn tắm vì điện giật bởi chiếc sấy tóc tại Canada. Thậm chí, những nhân vật có liên quan ở Pháp hay một số nước khác cũng đột tử một cách bí ẩn. Và đến nay thì toàn bộ vụ án vẫn chưa có lời giải. Huyết án Chủ tịch huyện Lưu Ban Hữu Tháng 6 năm 1996, hung thủ cầm súng đột nhập nhà công vụ do chính quyền cấp cho Lưu Ban Hữu. Chủ tịch huyện Đào Viên, Đài Loan sát hại toàn bộ 9 người trong căn nhà lúc đó, bao gồm Lưu Ban Hữu, thư ký từ Xuân Quốc và một số người thân cận khác. Đây là vụ án mang màu sắc chính trị nên thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hung thủ là ai hay thế lực thù địch với Lưu Ban Hữu là ai? Cơ quan điều tra vẫn không có bất cứ manh mối nào. Nạn nhân duy nhất may mắn sống sót sau cuộc tàn sát đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và không cung cấp được bất cứ thông tin gì. Nữ kiện tướng Taekwondo bị nhiều vết đâm Ngày 30 tháng 11 năm 1996, bằng Uyển Như mất tích sau khi rời khách sạn Tiêm Mỹ Cao Hùng Đài Loan bằng taxi. Và ngày 3 tháng 12, thi thể của cô được phát hiện tại vùng ven thành phố trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết đâm sâu. Nghi can vụ án được cho là tài xế taxi tối hôm đó. Tuy nhiên, do không có những chứng cứ xác thực không thể định tội, đối với kiện tướng võ thuật như Uyển Như thì ai mới có thể sát hại cô. Và điều đó vẫn là một câu đố cho cơ quan điều tra kỳ án ở bầy nước. Cô gái người Canada gốc Hoa, Elisa Lam, ngày 26 tháng 1 năm 2013 check-in tại khách sạn Cecil, Los Angeles của nước Mỹ. Trong chuyến du lịch của mình, cô luôn giữ liên lạc với gia đình và đến ngày 31 tháng 1 gia đình bỗng mất liên lạc với cô cảnh sát vào cuộc điều tra và sau đó công bố đoạn camera ghi lại những hình ảnh cuối cùng của elisa cho thấy cô đi vào thang máy và có vẻ như đang cố tình tránh sự theo dõi của ai đó cô gái liên tục ấn nút đóng nhưng cửa thang máy vẫn mở sau đó thì cô vụt chạy ra Thi thể của cô cuối cùng được phát hiện trong bể nước đóng kính cao 3 mét trên tầng thượng. Cảnh sát sau đó kết luận cô chết ngoài ý muốn hoặc là tự tử. Dấu chấm hỏi trong vụ án là Elisa đã làm thế nào mở được cánh cửa an ninh ra tầng thượng của tòa nhà và làm thế nào cô có thể leo lên bể nước cao 3 mét bằng tay không. Và sau khi nhảy vào bể nước, cô làm thế nào có thể khóa được nắp bể nước ở bên ngoài. Năm kỹ nữ bằng những thủ đoạn vô cùng tàn độc Vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 7 năm 1888 tới ngày 9 tháng 11 năm 1888 tại khu Đông thành phố Luân Đôn của Anh quốc. Jack the Ripper chỉ là tên người ta đặt cho hung thủ máu lạnh này. Anh ta đã giết năm kỹ nữ bằng những thủ đoạn vô cùng tàn độc. Sau mỗi lần giết người thì anh đều gửi thư cho cơ quan điều tra như là một lời thách đố và hơn 100 năm qua đi, hung thủ vẫn là một lời thách đố đối với cơ quan điều tra, trở thành một trong những sát thủ tàn ác nhất trong lịch sử châu Âu. Huyết án xảy ra 38 năm chưa lần ra thủ phạm. Ngày 28 tháng 2 năm 1980 tại Đài Loan thì cả gia đình lãnh đạo đảng dân tiến Lâm Nghĩa Hùng bị sát hại làm rúng động dư luận. Nhiều giả thiết được đặt ra như là mâu thuẫn đảng phái trả thù cá nhân của một người đang mang quốc tịch nước ngoài tên là Bruce Jacob. Do không có những bằng chứng xác thực nên đến nay thì vụ án vẫn chưa tìm được hung thủ. Vụ án Hoa Liên Ngũ Tử Năm 2006, cảnh sát nhận được điện thoại báo án của người dân. Theo đó, thì phát hiện thi thể đã bắt đầu phân hủy của năm đứa trẻ trong một gia đình, đã tử vong trong nhà vệ sinh. Điều kỳ lạ là thi thể của các bé bị trói bằng dây sắt và xếp chồng lên theo kiểu vòng tròn, lên nhau một cách bí ẩn. Cha mẹ của bé là Lưu Chí Cần, Lâm Chân Mệ, mất tích không dấu vết. Trên bàn trà có một bức thư kêu cứu. Vụ án tưởng chừng như lâm vào bế tắc thì tháng 6 năm 2015 thi thể chỉ còn xương trắng của vợ chồng Lưu Chí Cần được tìm thấy trên núi. Có nhiều bằng chứng chỉ ra hung thủ của vụ án chính là vợ chồng Lưu. Nhưng vì sao Lưu giết con của mình? Vì sao tạo chứng cứ giả? Vì sao lại phải tự tử trên núi? Cơ quan điều tra vẫn không tìm thấy câu trả lời xác đáng. Vụ án Hoa Thược Dược Đen Năm 1947, thì tại Los Angeles, nước Mỹ, thi thể của cô Elizabeth Short được tìm thấy trong tình trạng móc mắt cơ thể bị chặt thành phần nửa ở ngay eo, môi của cô bị cắt đến mang tay. Vụ giết người không có lời giải đáp này dẫn đến rất nhiều phỏng đoán và hàng ngàn giả thuyết về nghi phạm. Cùng với đó là sự ra đời của những quyển sách, sản phẩm truyền hình và phim phỏng theo. Vụ án này cũng là một trong những vụ án cũ nhất và không có lời giải đáp trong lịch sử của Los Angeles. Bí ẩn án mạng Hồng Nhược Đàm Năm 2001, thì tại Trương Hóa, Đài Loan, cảnh sát phát hiện vợ chồng ông Hồng Nhược Đàm, giám đốc một công ty nhờ ở địa phương, chết cháy trong chiếc thùng hóa vàng của gia đình Bên cạnh có bức di thư để lại với nội dung chỉ biết hai vợ chồng đã giết ba đứa con và thi thể đã đốt và rắc xuống biển. Vì những người liên quan trong vụ án đều không tìm thấy nên vụ án được khép lại. Đối với nguyên nhân vụ án là gì, chắc chỉ có vợ chồng ông Nhược mới biết được. Hai mẹ con người phụ nữ mất tích trong thang máy Ngày 20 tháng 1 năm 2008, tại Trương Hóa, Đài Loan, hai mẹ con người phụ nữ họ Lưu, 37 tuổi, đến tòa nhà tài chính huyện, camera ghi lại hình ảnh sau khi đi thang máy. Đến tầng 11, bà ta và con gái có những biểu hiện bất thường, vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ và cả chiếc áo khoác của con gái, bỏ lại cả dép và lao ra phía ngoài. Hình ảnh cuối cùng, hai mẹ con có vẻ như chạy vào cầu thang bộ, sau đó thì mất tích. Hai mẹ con họ đã gặp phải điều gì? Họ đã đi đâu? Cho đến nay vẫn là một bí ẩn. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.